chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hành tinh của mình, nơi có sách và tất tần tật mọi thứ liên quan đến sách. Trong cuộc sống, không ai tránh được những cái chuyện vui buồn, bởi đã là con người thì ai cũng sẽ có hỉ nộ ai ố. Cho dù bạn có lạc quan thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ có lúc tâm trạng của bạn bị trùng xuống và bạn cảm thấy buồn. Những cái nỗi buồn không thể nào mà gọi tên được, có thể là có lý do đấy hoặc là chẳng vì một cái lý do nào cả. Vậy thì những lúc như thế thì mọi người sẽ làm gì? Ăn đi cho mập thê rồi lại than béo. Ni lại ngủ đấy à, con gái con đứa suốt ngày ngủ như heo. Tao đang buồn quá chúng mày à. 2000 years later. Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui. Không biết mọi người như thế nào ấy, chứ mà mình mỗi lần mình cảm thấy buồn chán thì mình hay đọc sách. Nhưng mà mình không phải đọc những cái cuốn sách về cuộc đời này màu hồng hay là hãy lạc quan yêu đời lên, mà mình đọc những cái cuốn sách về cái chết. Bởi đối với mình thì những cái cuốn sách về cái chết luôn mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Và cái cuốn sách ngày hôm nay mà mình muốn review cho tất cả mọi người cũng là một trong số đó. Đó là cuốn sách Khi hơi thở hóa tinh không của Paul Kalanithi. Nếu mà mọi người chưa biết gì về cái cuốn sách này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về nó. Đây là cuốn nhật ký của bác sĩ Paul viết trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, khi mà anh đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư của mình. Phần bì trước của cuốn sách là hình một bác sĩ và phần bì sau của cuốn sách ấy là hình một bệnh nhân. Nó tương ứng với hai phần của cuốn sách và là hai cái góc nhìn của một người trong hai vai trò khác nhau. Ở cái phần đầu tiên là những cái hồi ức của Paul về cái quá trình anh lớn lên và trưởng thành, cũng như giải thích lý do tại sao anh quyết định đặt mục tiêu để trở thành một bác sĩ giáo sư về phẫu thuật thần kinh. Đọc cái phần đầu này thì độc giả cũng sẽ phần nào hiểu được sự khó khăn và đánh đổi của những người mà đam mê theo đuổi y học phải trải qua. Sau rất là nhiều cố gắng và nỗ lực thì cuối cùng Paul cũng đã đạt được cái mục tiêu của mình. Những cái nghiên cứu của anh thì đạt được rất là nhiều cái giải thưởng cao quý. Công việc thì trôi chảy và hứa hẹn một tương lai không thể nào tốt đẹp hơn. Nhưng cũng chính tại lúc này thì Paul được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Và phần sau của cuốn sách là viết về khoảng thời gian mà Paul chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư của mình. Đối với một người bình thường, khi đang có một cái tuổi trẻ tràn đầy năng lượng cùng những kế hoạch dang dở 10 năm, 20 năm thì sẽ tuyệt vọng đến nhường nào khi mà biết mình mắc bệnh. Cái nỗi tuyệt vọng đó còn nhân lên gấp bội bởi người đối diện với nó là Paul. Paul không chỉ là một người bình thường, Paul còn là một bác sĩ. Anh hiểu rõ hơn ai hết về cái chết và căn bệnh ung thư của mình. Thế nên là nếu bạn đang cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc với những cái khó khăn của bản thân trong cuộc sống và bạn gặp Paul ý, thì bạn sẽ cảm thấy là chẳng có điều gì gọi là đáng suy sụp hơn là việc biết mình chắc chắn sẽ chết sớm thôi. Nhưng mà không biết chính xác khi nào thần chết sẽ gõ cửa nhà mình. Và mình có kế hoạch ABC để đối diện với chuyện này đấy, nhưng mà chỉ thiếu một cái giải thích thực tế thôi. Nó làm cho mình bị mắc kẹt trong cái mớ lựa chọn của mình và cảm thấy là bị bất lực. Nếu các bạn đọc Khi hơi thở hóa tinh không ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là có khá nhiều cái chết ở trong chuyện. Nhưng mà sự chết chóc ở đây nó không có mang một cái hàm ý tiêu cực nào cả. Nó ở đây để mà thúc đẩy con người đối diện với nội tâm của chính mình về điều gì là điều khiến cuộc đời mình đáng sống. Khi mà phải đối mặt với cái chết thì mọi quyết định đều trở nên gấp gáp, đè nén và không thể nào trì hoãn được. Đó cũng là cái lý do mà mình thích đọc những cuốn sách về cái chết. Mỗi lần mà mình cảm thấy rất là chán nản, bởi mình cảm nhận được chính bản thân mình trong từng câu chữ, từng cái trải nghiệm của chính những nhân vật ở trong chuyện, đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, thì mình cảm nhận được rằng con người lúc nào cũng sẽ liều lĩnh và gan dạ hơn, và nỗi sợ dường như lúc nào cũng sẽ bé lại. Tiềm thức thì được kết nối rõ ràng hơn, và lúc đó sẽ là lúc chúng ta thôi phán xét. Có thể bạn là một con người của khoa học, chỉ tin vào những cái nhận thức về hiện thực vật chất hữu hình và gạt bỏ đi những cái quan niệm gọi là lỗi thời như là linh hồn và Chúa. Nhưng mà phải khi bạn thực sự nhận biết tỏ tường về lẽ sống và ý nghĩa của sự tồn tại
thì bạn mới biết rằng mình phải là người có niềm tin. Cái thứ chi phối chúng ta chính là năng lượng từ bên trong, chứ không phải là những điều hiện hữu ở bên ngoài. Mình nhớ là mình đã từng đọc ở đâu đó có một cái câu như thế này, đó là chiếc thuyền sẽ không bị nhấn chìm bởi nước ở xung quanh nó, mà nó bị nhấn chìm bởi vì nó đã để nước tràn vào trong nó. Nghĩa là bạn không được để những cái tác nhân ở bên ngoài ảnh hưởng đến nội tâm của bạn và kéo bạn chìm xuống. Có một cái điều hiển nhiên đó là bạn sẽ không bao giờ đạt được đến sự hoàn hảo, nhưng mà bạn có quyền để tin rằng mình sẽ đạt đến tiệm cận của những điều mà mình không ngừng hướng tới. Kể cả khi mình phải chết đi chăng nữa thì mình cũng phải thực sự sống và là chính bản thân mình. Học cách nhìn nhận mọi thứ theo một cái hướng nhìn khác, xem cái chết như là một vị khách không mời mà đến. Và phải biết rằng ngay cả khi phải chết thì chúng ta cũng đã thực sự sống, cho đến lúc chúng ta ra đi là sống chứ không phải là tồn tại. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng tình yêu là một cái điều tuyệt vời đáng ngưỡng mộ khi mà bạn đọc Khi hơi thở hóa tinh không. Mình thực sự bị thuyết phục bởi tình yêu của Paul và Lucy, và mình cảm thấy như là tình yêu là một cái kết nối tuyệt vời nhất trên đời này vậy. Yêu không phải chỉ là bạn có tình cảm với người đó rồi bày tỏ cảm xúc với họ, rồi cùng nhau nắm tay đi chơi, đi hẹn hò và trao cho nhau những cái ánh mắt tình tứ, mà yêu là cùng nắm tay nhau kể cả khi bạn xa cơ lỡ vận, cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn để cùng đón một bình minh tươi sáng. Nó không chỉ là một cái lời nói mà bạn nói ngay tại khoảnh khắc đó, mà nó là một cái lời hứa mà bạn phải mang theo suốt bên mình. Cái tình yêu của Paul và Lucy cũng giống như vậy. Nó không phải là một khoảnh khắc, nó là một quá trình mà cả hai bên cùng nhau vun đắp và xây dựng. Mọi người có biết cái minh chứng cho cái câu nói là yêu là chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc là ở đâu không? Chính là ở trong cái cuốn sách này, chính là cái tình yêu của Paul dành cho Lucy. Suốt những ngày tháng đối chọi với bệnh tật, điều mà Paul lo lắng ý là Lucy sẽ như thế nào khi không còn anh ở bên cạnh. Paul luôn lo sợ và buồn bã khi biết rằng mình sắp phải rời xa Lucy. Và nhiều lần thì anh cũng nói với Lucy là mong muốn Lucy tái hôn, bởi vì anh không thể chịu đựng được cái ý nghĩ là Lucy sẽ cô đơn một mình sau khi anh ra đi. Mình thực sự là bị cảm động bởi tình yêu này, và mình cảm nhận được từng cái cử chỉ chăm sóc, che chở và niềm hạnh phúc khi mà hai người ở bên nhau. Và trời ơi, có lẽ là tình yêu chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tóm lại thì đây là một cái sự lựa chọn không tồi cho những ai đang cảm thấy bất lực và chán nản với cuộc sống. Đó cũng là lời kết cho chuyên mục review sách ngày hôm nay. Nãy giờ thì mình cũng thấy là mình hơi bị nói nhiều ấy. Nói chung là mọi người cứ mua sách về rồi đọc và cảm nhận đi. Mọi người sẽ không thất vọng khi mà đọc cái cuốn sách này đâu. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chiếc video này. Và nếu thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nữa. Và mình sẽ còn quay trở lại với những video thú vị vào ngày thứ 3 và ngày thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Em cắt đó là sẽ cắt hết cái phần sơ của tóc đi luôn đúng không anh? Và còn lại phần tóc đen luôn. Còn lấy tóc màu em. Cái phần tóc đen mới ra không thấy. Thực tế thì nãy giờ là mình láo thôi mọi người. Mỗi lần mà mình buồn thì mình thích cắt tóc hơn. Anh phải cắt đẹp cho em nha. Sợ. Em chưa kịp chuẩn bị gì hết. Anh cắt một phát luôn nhỉ. Anh ơi, em bảo là anh để ít tóc mái thôi. Thế này thì nhiều quá à. Cái phần này thì em lỡ ra sau được mà em. Còn cái kiểu tóc của em là đại hết mái về phía trước. Giờ chị thấy em cắt tóc ngắn xinh không? Nãy em có nói sơ sơ thôi, còn tính nữa thì không biết nữa. Mọi người có bất ngờ thì chắc là cũng có đi. Và đây là tóc mới của mình mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại. Bye bye.